Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty ProSa Việt Nam. Thì hôm nay thì được dịp ở nhà để dọn dẹp qua một chút về khu vực demo cho các bác. Thì đây các bác có thể thấy em đang phải lôi hết đống đẩy này ra để có thể vệ sinh nó kỹ càng một chút. Và ngày hôm nay thì cũng nhân tiện có một bác khách hàng bác đang hỏi em một cái câu hỏi mà đang chưa biết là phải trả lời cho các bác ra sao. Thì thôi, ngày hôm nay quyết định là qua clip này thì mong là có thể trả lời được cái câu hỏi đấy. Và đây, như các bác có thể biết thì thời gian qua thì những cái dòng sản phẩm của For Acoustic thực sự lâu rồi em không có làm giới thiệu về những cái dòng sản phẩm này, bởi vì đối với các bác thì For Acoustic hiện tại là một cái thương hiệu nó khá là quen thuộc rồi, khá là quen thuộc và thân thuộc với chúng ta. Và cái thâm niên của cái thương hiệu này trên thị trường karaoke thì cũng có thể gọi là rất là lâu rồi các bác ạ. Và ngày hôm nay thì anh khách em có hỏi em một câu là không biết là cái con 3204 này chỉ có kích thước 2U thôi mà tại sao nó lại nặng kinh như thế? Nó nặng đến tận 20 mấy kg. Để em xem lại trong cái thông số nào. Ok, đây em vừa tìm được cái đoạn tin nhắn này rồi. Khách có hỏi em là SV304 bên trong thế nào mà lại nặng tận 27 kg. Và cũng không quên cẩn thận lại nhắn tin thêm cho em là xin trả lời giúp mình đang thật sự muốn mua. Ok anh. Và đây mình bây giờ thì có lẽ là em sẽ quyết định là giới thiệu qua review nhanh cũng là khui ruột em đẩy này để có thể giúp anh giải đáp những cái thắc mắc trên đó. Thực sự để mà nói một em bảy mà trọng lượng 27 kg là cũng khá là nặng rồi đấy. Nặng hơn cả loa full bass 30 luôn. Thì các bác có thể thấy nhìn qua về ngoại hình của em nó đây, với cái kích thước hai u thì SQ3204 này có một cái chiều sâu nó cũng khá là dài. Đây cái chiều này các bác có thể thấy khá là dài. Thường thì nếu mà có một vài cái loại tủ máy thông dụng hiện nay ấy, mà cái tủ nhựa cái loại 8U, 10U ấy, mà bỏ em này vào là chắc chắn là cái phần này nó sẽ thọt lòm ra luôn. Bởi vì lý do là bên trong chúng ta cũng phải còn rất là nhiều những cái liên quan đến vấn đề thiết kế và những cái số linh kiện ở bên trong này. Đó. Ok, 3204 có nghĩa là 4 kênh và tổng công suất là 3200W, trong đó mỗi kênh là 800W. Chúng ta hoàn toàn có thể bridge kênh A, kênh B cũng như là bridge kênh C, kênh D lại. Đây, logo tem của For Acoustic, tem 7 màu chính hãng các bác nha. Và đây, quay ra đến đằng sau ra để mà review nhanh về một em đẩy thì nó cũng không có gì nhiều. Đây, chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những gì mà một em đẩy nên có. Đó là các cái lỗ out, switch on, A, B, C, D, cũng như là có cả những cái chuẩn giắc cắm vặn vít này đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ 4 đường input và 4 đường link. Ở đây thì em đẩy này có thể cho chúng ta đánh được đầy đủ các cái chế độ bằng cách là gạt những cái công tắc này. Chúng ta sẽ có bridge, stereo và parallel đó. Về cái cơ bản nó là như vậy. Dây nguồn thì cũng quá là to luôn. Ok, bây giờ thì chắc là khui đôi đoàn đây. Ok, và đây là tổng thể về bên trong của em SQ304. Trước hết thì nhìn qua các bác có thể thấy là với một cái mật độ linh kiện phải gọi là rất là dày đặc ở đây. Và cũng nhờ vào cái việc gọi là em này được trang bị một chiếc biến áp nguồn xuyến rất là to. Nguồn xuyến thì nó có nhiều size các bác nhé. Cái size này nó là size gọi là size đại bự rồi. Đây các bác có thể thấy một gang tay của em luôn. Đó, và có lẽ là đoàn sẽ giúp anh giới thiệu qua một chút cho các bác về những cái phần còn lại nhỉ. Đây, Ok, đây thứ là có nhất cái nguồn xuyến này. là thì có một cái nguồn xuyến này. Nguồn này là nguồn xuyến đồng 100% nhá. Rồi. Thì nguồn xuyến này nó sẽ cấp và dòng điện xoay chiều vào cầu chỉnh lưu. Cầu chỉnh lưu Đây là sẽ cầu đổi chỉnh lưu này. cái điện xoay chiều thành điện một chiều để nó cấp cho các cái tụ này. Đó. Các tụ này sẽ cấp vào cái bo công suất và Bo nó sẽ đưa ra công suất. hai bên này là Đúng hai rồi, hai hai bên này bên sẽ này là là bo công suất này. bo công suất. Đó. Mỗi bo là hai kênh à? Đúng rồi. Đây, các bác có thể thấy này, toàn bộ về cái phần nhôm tản nhiệt. Và cái nhôm này nó là nhôm đặc nha các bác nhé. Nhôm này là một loại nhôm đặc thì gọi là gần như là cao cấp nhất, nên là cái thành phần ở đây nó cũng sẽ là một trong những yếu tố làm cho con đẩy này nặng hơn này. Đó, hai thanh nhôm hai bên. Ngoài ra thì ở đầu cũng như là ở dưới này Sẽ có
đều có quạt tản nhiệt. Và quạt tản nhiệt này nó sẽ hoạt động với cái mức công suất gọi là tự động, nghĩa là lúc nào mà nó đó đây đây sẽ có một con cảm biến nhiệt độ, ở đây, nghĩa là càng nóng thì quạt nó sẽ càng chạy nhanh, đúng không? Đúng rồi. Và đến lúc mà nó mát rồi nó sẽ điều chỉnh chậm lại. Em phải nhìn kỹ là cái sò này là sò gì không? Ở đây như là có hai loại sò này. Đấy là sò sử dụng sò của NJVK này. NJVK0302G SPG46 và một cái loại nữa ở bên này. Đấy. NJVK0281G SPG46. Đó, chúng ta sẽ có hai loại sò như vậy trong con đẻ này. Đây và một dọc đây sẽ có tổng cộng là những chiếc sò chúng ta. Và hai bên này là hai cái bo công suất. Trong cái bo công suất này nó còn có rất là nhiều những cái tụ, và ở đây hầu như đều là, theo mình để ý nó đều là gần như là thiết kế đấy, gọi là linh kiện cắm, đúng không? Linh kiện cắm. Đối với loại linh kiện cắm thì theo như em biết thì nó sẽ giúp cho cái việc sửa chữa nó trở nên dễ dàng hơn, và cái hiệu suất của nó sẽ đạt được cao hơn so với những loại đẩy sử dụng linh kiện dán. Đó. Ok, và cái đẩy này nó sẽ được thiết kế bằng mạch gọi là mạch class H các bác nhé. Đối với mạch class H thì chúng ta sẽ có khá là nhiều dây đi từ cái nguồn này vào đây. Đấy, các bác có thể thấy rất là nhiều dây. Đó. Và toàn bộ 100% linh kiện ở trong này đều là linh kiện cao cấp các bác nhé. Đều là một trong những loại linh kiện gọi là tốt nhất hiện nay rồi. Có thể thấy là nhà hãng Focostick và những cái đội ngũ kỹ sư thiết kế đã thiết kế em đẩy này một cách rất là cẩn thận và chỉn chu. Cho nên là đó là lý do vì sao về cái hiệu năng hoạt động của em SQ này đối với những dòng SQ 304 cũng như là những dòng SQ khác nó đều rất là ấn tượng. Và em đều có dùng ở trong những cái công trình phòng hát và cho đến bây giờ thực sự gọi là rất là lâu rồi. Không hoàn toàn là không phải bảo hành bất kỳ một em nào cả. Hôm nay cái con đẩy này em bóc ra cho các bác là con đẩy đã demo ở công ty từ lâu rồi, chứ không phải là đẩy mới. Cho nên là nhìn thì có lẽ là nó sẽ hơi có một chút bụi bặm ở bên trong. Nhưng mà đó là toàn bộ về bên trong em đẩy này. Và ngoài ra lúc nãy quên giới thiệu các bác là em đẩy này nó hoàn toàn nó cũng có những cái chức năng quản lý cũng như là chức năng Protect. Đây các bác có thể thấy những cái đèn đầy đủ, rất là đầy đủ đây. Protect này, đèn clip này và đèn signal này. Đó. Ok, chắc là như thế này là đủ để giải đáp thắc mắc cho vị khách hàng của chúng ta rồi. Đó, toàn bộ làm thế nào mà con đẩy lại nặng đến tận 27 kg. Trước hết thì vỏ sắt rất dày dặn, thiết kế rất chắc chắn, và bên trong là một em nguồn xuyến to đùng, và toàn bộ những cái mật độ linh kiện bên trong nó rất là dày đặc cũng như là rất là cao cấp. Ok, và để tham khảo qua cũng như là để biết thêm nhiều về những dòng sản phẩm Focostick hiện tại bên em đang phân phối, các bác có thể liên hệ đến hai số hotline 077-789-1991 cũng như là 077-789-1992, và hoặc có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại showroom. Ở đây là showroom miền Bắc, có địa chỉ là số 31 BT4-3 khu đô thị Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, và cũng như miền Nam số 409 đường Trần Văn Dầu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra các bác còn muốn tìm hiểu thêm một vài thông tin nào đó thì có thể comment ở phía dưới để cho em có thể nắm được, và cũng như là để có thể gửi gắm thông tin đến các bác sớm nhất nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.